Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel xe hơi. Trong ảnh của quý anh chị và các bạn thì đây là phiên bản Honda HR-V nhé, bản L màu đen 2018, và xe này là xe của em biển Sài Gòn. Đó. Hiện nay thì bên em đang chào bán HR-V 2018, xe 2019. Xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong ảnh của quý vị các bạn là phiên bản Honda HR-V sản xuất 2019. Nay bên em đang chào bán là 795 triệu đồng. Xe cá nhân biển Sài Gòn, và so với xe mới thì chúng ta sẽ lăn bánh tiết kiệm đâu đó vào khoảng suy soát gần 100 nếu như các bạn ở Hà Nội nhé. Honda HR-V thì hiện nay đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc, và với cái phân khúc crossover tầm trung như này, tầm khoảng 800 quay đầu, chúng ta có, nếu như xe mới nhá, thì chúng ta mua được HR-V phiên bản G này. Đấy, phiên bản L thì giá vẫn cao hơn, lăn bánh vẫn phải đâu đó ngoài 900 cơ. Như này, Toyota Cross G 720 thì lăn bánh cũng ngoài 800. Về cơ bản thì hai xe không quá khác biệt nhiều. Với HR-V thì chúng ta không có bộ xử lý an toàn như Toyota Safety Sense trên phiên bản 1.8V hay là Honda Sensing mới. Tuy nhiên thì khi các anh chị mua xe lướt xe cũ thì bên em thứ nhất là cam kết không đâm đụng ngập nước và không bổ máy. Thứ hai là chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khá khá hơn so với xe cũ. Đơn giản như với mẫu xe này thì anh chị tiết kiệm đâu đó vào khoảng hơn 100 triệu rồi khi chúng ta mua xe mới nhé. Xe đi cũng rất ít. Đó. Sản xuất 2019, tuy nhiên thì xe đi cũng chỉ có 2 vạn thôi, và mỗi năm chúng ta đi 1 vạn, gần như là vẫn còn mùi da và xe mới nguyên. Đó, đây em bật cho anh chị xem keo chỉ cũng như là ốc máy của xe nhé. Đây cửa lái này. Tất nhiên là giá bán thì có thể linh động theo thời điểm, và nếu như quý anh chị thích thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua lại đến kèm trên màn hình. Đều là thuận mua và bán thôi. Rồi, ghế phụ bên lái này, keo chỉ này, này. Xe này được trang bị sẵn luôn là bậc ốp chống xước này. Nhập nhật nguyên chiếc, và chúng ta không thay đổi quá nhiều mẫu mã từ 2017 khi mà nó ra mắt. Rồi, mình xem qua máy này. Nếu như mà anh chị mua xe Honda mới thì tất nhiên rồi, các bạn kỹ thuật sẽ hướng dẫn là mình kiểm tra và tìm hiểu cách bảo hành bảo dưỡng xe. Với xe Nhật thiết kế khá hay, đa phần các xe, các nơi mà mình cần tham khảo ấy, cần lưu ý ấy, họ sẽ đánh dấu màu luôn, ví dụ như là két nước này, kiểm tra dầu máy này, ắc quy này, dầu phanh này. Ông Giáp hôm nay ông giao xe mà giờ cũng chưa dậy. Ông Giáp giao xe mà giờ cũng chưa dậy. À vâng, bọn em quay bằng cái này đi. Tất cả gần như là mới nguyên luôn, và giá có thể anh chị thấy nó sẽ hơi cao, tuy nhiên chúng ta cứ xem, và nếu mà ưng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em.
được đàm phán và xem xe trực tiếp tận nơi nhé. Rồi, bọn em còn rất nhiều xe mà cũng vì lý do thời gian chưa đủ mà chưa quay được cho anh chị. Đấy. Quý anh chị có nhu cầu tìm mua xe cũ hay bán xe mới, xe cũ mua và bán đều có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.